Trấn Thành, trước cưới vợ tôi rất đẹp trai, sau khi cưới vợ bụng không thôi, Harry nghĩ sao? Là MC dẫn dắt trong Người Ấy Là Ai, thế nhưng Trấn Thành lại chia sẻ mình bị xấu hơn khi cưới vợ, khiến Châu Đăng Khoa và khán giả không thể nhịn cười. Thánh nữ Bolero Giang Mi sẽ trở thành tâm điểm tập 4 Người Ấy Là Ai. Trợ giúp cho cô tìm chàng độc thân phù hợp bên cạnh Hoa hậu Hương Giang. Sẽ là ba cố vấn lần đầu ngồi chung ghế nóng, Ngô Kiến Huy, Châu Đăng Khoa và Phan Lê Ái Phương. Nếu như xuất hiện ở vị trí nữ chính khiến ban cố vấn bất ngờ, thì việc Giang Mi thừa nhận mình không có nhiều kinh nghiệm yêu đương càng khiến mọi người ngạc nhiên mười. Nữ ca sĩ tiết lộ, mình từng tìm hiểu một người trong 2 năm, nhưng vì bận rộn mà cả hai không thể tiến xa. Vì vậy, đến với Người Ấy Là Ai, Giang Mi hy vọng có thể tìm được đúng người, đúng thời điểm. Thế nhưng Giang Mi khá hoang mang khi giữa ban cố vấn hoàn toàn những người ấy chưa từng trải một tình yêu nào để nhìn nhận. Tuy nhiên, tham gia cuộc thi này, nữ ca sĩ mong tìm được một nửa của mình, vừa nói ra Trấn Thành đã mai mối Giang Mi cho nam diễn viên Anh Đức. Vừa nói xong, cả khán phòng ai cũng bật cười. Nghe đến đây, Hương Giang lập tức khẳng định hôm nay sẽ giúp cô em gái có thêm những trải nghiệm mới trong tình yêu. Ngô Kiến Huy vội vàng bổ sung, kể cả hôm nay không được chọn ai thì em vẫn còn một bến đỗ nữa, đó là Anh Đức. Thế nhưng Châu Đăng Khoa bất ngờ phản đối, Anh Đức là của em. Rồi quay sang Trấn Thành, không phải hôm bữa anh làm mai Anh Đức cho em hả, khiến A Xin chỉ biết câm nín. Trấn Thành mai mối nam diễn viên Anh Đức cho nữ ca sĩ Giang Mi. Thế nhưng Châu Đăng Khoa còn hỏi Trấn Thành, ủa, sao không phải làm mối cho em là hàng sale rồi Khoa, em để cho mọi người đi em, Trấn Thành hài hước nói. Trấn Thành còn vùi dập Châu Đăng Khoa trước mặt khán giả, thế nhưng Giang Mi cũng hài hước nói, đúng rồi anh Thành, lúc đầu em gặp anh Khoa cũng nói, hai anh em mình ế giống nhau, Son lại đi làm cố vấn cho em lo lắm. Ngô Kiến Huy cũng sợ Ái Phương ế, thế nhưng Châu Đăng Khoa còn chia sẻ, không đâu, từ ngày gặp em biết Phương biết năm đời bồ rồi. Nữ ca sĩ phản pháo nói, ác với Phương quá mọi người. Với người trong ban cố vấn, Ái Phương còn chia sẻ mình có mắt nhìn người đoán được. Nữ ca sĩ cho rằng khoa học đã chứng minh những người sinh vào tháng đó chính là giới tính thứ ba, đó chính là cung cự giải, theo lời cô nói. Khiến chàng bắp Ngô Kiến Huy và Châu Đăng Khoa cũng đứng hình vì chính mình rơi vào cung đó. Hương Giang lại trấn an với Ngô Kiến Huy, thế nhưng cô lại nói, anh bắp à, 30 chưa phải là Tết. Còn về Trấn Thành cũng vùi dập Ngô Kiến Huy, khoa học chứng minh vạn vật sẽ bóng dần theo thời gian. Tuy nhiên, hướng về năm chàng trai để mai mối cho Giang Mi, các cố vấn đã trao đổi, nói chuyện khiến cô cũng phân vân. Châu Đăng Khoa lại nói, chàng trai này độc thân, vì người độc thân lại xuê xoa một chút. Chưa dừng lại, nam MC Trấn Thành còn nói, vì Châu Đăng Khoa ế nên mới có thời gian trau chuốt gọn gàng, vì càng độc thân càng có thời gian chăm sóc. Trấn Thành còn nói về mình, nhìn mấy đứa có vợ đi, bụng không thôi, hồi xưa tôi độc thân tôi đẹp biết là bao, còn bây giờ... Châu Đăng Khoa lại nói, anh mà đẹp hả, nam MC cũng không chịu thua, em nghĩ gì lúc độc thân anh gặp ai cũng nói né ra.